Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền nữ thanh thoát. Dây chuyền nữ thanh thoát là sản phẩm mới được nhập khẩu từ Italy chất lượng, kiểu chế tác tinh xảo với từng đường nét sáng bóng, mẫu mã hợp thời trang. Sản phẩm có thể kết hợp cùng mặt dây chuyền vàng sẽ tôn lên vẻ sang trọng, thanh lịch cho người đeo. Đây sẽ là món quà đầy yêu thương dành cho một nửa của mình. Dây chuyền nữ thanh thoát Italy và 18K bền đẹp, chất lượng, giao hàng nhanh trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.